ngủ quên trong thùng container khi chơi trốn tìm. Cậu bé thức dậy không biết đang ở phương trời nào. Trốn tìm được biết là trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ của ông cha chúng ta. Còn ở thời hiện đại ngày nay, thay vì chơi trốn tìm thì các bạn nhỏ chỉ thích ngồi chơi game và lướt tấp tấp. Ấy thế mà mới đây một cậu bé ở đất nước Bangladesh lại rất đam mê trò chơi trốn tìm. Để các bạn không tìm thấy, cậu bé đã chui luôn vào một chiếc container. Mà chiếc container này là chuẩn bị di chuyển sang Malaysia. Pha này thì đố các bạn có thể tìm được cậu. Thông minh lắm. Sau 6 ngày khi chiếc container được chuyển tới Malaysia, thì các nhân viên tại cảng đã cực sốc khi phát hiện có một cậu bé gầy nhom với khuôn mặt đầy lo sợ ở trong container. Khi thông tin điều tra thì cảnh sát mới biết được rằng trong lúc chơi trốn tìm với bạn bè ở quê hương, cậu đã chui vào container để trốn các bạn và ngủ quên luôn ở trong đó. Đây quả đúng là IQ 200. Trốn thế này thì đố cả họ hàng các bạn cũng chẳng tìm được. Mời đến. Cũng rất may mắn là trong nhiều ngày bị nhốt, cậu bé vẫn sống sót. Cư dân mạng xem xong ai cũng chúc mừng cho cậu và để lại rất nhiều bình luận. Trốn kỹ quá, trốn xuyên quốc gia thế này thì đố ai tìm được. Chú giấu kỹ quá, anh chẳng biết gì cả, bố mẹ cũng chẳng biết gì luôn. Nguy hiểm quá, các bố mẹ để ý con trẻ nhé. Bí quyết đi du lịch mà không mất tiền là đây sao? Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tin tức của kênh Tin Nhanh 5K. Hãy comment những ý kiến của quý khán giả ngay phần bình luận bên dưới. Để ủng hộ kênh, quý khán giả hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những tin tức hay và mới nhất mỗi ngày.